Ngày 26 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Long và Kiều Thanh Tuấn cùng chú tỉnh Thái Bình về hành vi tổ chức môi giới đưa người nước ngoài nhập cảnh ở lại Việt Nam trái phép. Vụ việc đã bị Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện vào cuối tháng 12 năm 2020. Nhiệm vụ của Long và Tuấn là đưa số người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh xuống các tỉnh biên giới phía Tây Nam, vượt biên qua Campuchia kiếm việc làm hoặc từ Campuchia trở lại Trung Quốc để thu lợi từ 20 đến 40 triệu đồng một chuyến đi.